Hello, xin chào tất cả các bạn đã quay trở lại với channel của mình. Và hôm nay mình sẽ cầm rách để đi rừng. Và đối đầu với rừng bên kia sẽ là Lee Sin. Cái gì đây? Sao là Kha'Zix đi rừng? Tôi kế hoạch cả ăn trộm Blue của nó là không thành, là tốt nhất là mình đi ăn Blue mình. Tránh trường hợp nó thấy mình lạc vẳng phía dưới này thì nó sẽ cướp Blue của mình nha các bạn. Thì con Blue đầu tiên là thì ăn khá là đơn giản. Các bạn đánh rách thì nếu đi rừng thì nên tăng skill bar trước nha các bạn. Thì sẽ farm nhanh hơn. Bây giờ sẽ tiếp tục mò sang, nếu mà chưa phát hiện được Lee Sin ở đây thì mình sẽ ăn luôn Blue của nó. Đầu tiên là phải giả vờ đánh mắt rồi giả vờ quay lưng đi nha các bạn. Bởi vì trước khi mắt bị phá hủy thì vẫn còn khoảng không phẩy mấy phần trăm giây sẽ là vẫn thấy bóng của mình nha các bạn. Nên là mình giả vờ quay lưng đi thì nó sẽ phát hiện. Đây con hàng đầu tiên. Cái gì đây? Cái gì đây? Chạy đi đâu? Chạy đi đâu có sợ? Chạy đi đâu? Máu nó vẫn khá nhiều nhá. À giờ mày lướt lại thì là mày xin tự sát rồi. Tiếp tục đây là hai con hàng ngon nhá. Nếu mình có combo chuẩn thì có thể double kill được nhá các bạn. À không được rồi. Ui dồi ôi. Ui dồi ôi. Cái chích nhảy kìa. Thôi xong, Lee Sin đến đây rồi. Lee Sin có phát hiện ra mình không? Rất may Lee Sin không. Lee Sin chỉ tập trung đánh lắc à? Thế thì mày chọn cái chết rồi, thế thì mày chọn cái chết rồi, thế thì mày chọn cái chết rồi, không được. Lấy đi một pha tốc biến của Lee Sin. Tuy nhiên mình sẽ làm vảng quay đây chờ chờ cho Lee Sin sơ sẩy thì mình sẽ thịt nó luôn nha các bạn. Cái gì đây? À rồi thì mày chọn cái chết rồi. Nếu không thì quả đấy thì Zinix cũng có mạng được nha các bạn. Cái gì đây? Kha'Zix cả. Ôi dồi ôi, nhìn nhầm tao ơi, cứ tưởng cái thằng Yasuo là quân mình, cứ tưởng là bóng quân mình. Xử lý lỗi thế nhở. Đây là mình giàu ơi, lân la chờ thằng Nasus này, la sút này. Bỏ chạy, chạy đi đâu, chạy lên rơi à, chạy lên huyện à. Mình đã có 3 mạng rồi nhá các bạn. Tiếp tục. Rồi ôi, tiếp tục là những pha xử lý lỗi. Tuy nhiên thì mình vẫn có mạng cho mình nhưng mà khá là combo lỗi. Đây tiếp tục. Đây là Kha'Zix. Kha'Zix chạy đi đâu? Chạy đi đâu có sâu. Liên tục lập công. Cảm giác như game này khá là dễ gọi. Có gì đấy ra xuống. Cái gì? Thôi được rồi. À mày, máu giấy ạ. Ui giời, lốc trượt thì mà xin cái chết rồi. Ui dồi ôi, một hit nữa. Mày thế nhở? Mà trừng phạt kiếm tí máu đó. Rồi về. Cái gì đấy? Lee Sin. Ui dồi ôi, lại nhìn nhầm rồi các bạn ơi. Hai thằng không ăn được. Trừng phạt. Rồi trừng phạt không trúng nó kia. Sao lại trừng phạt? Mặc định không trúng cái thằng máu ít nha các bạn. Rồi lại liên tiếp xử lý lỗi. Mày chạy đi đâu? Tăng tốc nào. Mày chạy đi đâu? Chạy lên huyện. Này. Ôi giời ơi. Lắc này là Kết. Nó là support mà sao Kết nhiều thế nhở? Rồi. Mình sẽ ăn con rồng đầu tiên của trận đấu này. Phút thứ mười mấy rồi mới ăn được con rồng đầu tiên các bạn. Đánh nhau trên top kìa. Nhưng mà mình lỡ ăn con rồng rồi. Thì bắt buộc phải ăn xong con rồng rồi mới giải quyết được. Cái gì đây? Yasuo lại đi vào đường này. Chọn con đường chết à? Cái gì đấy? Ủa, chúng mày không thấy tao à? Thì tao đang ở đây à? Không thấy tao đang ở đây à? Đuổi theo. Rồi. Chạy đi đâu? Ăn nốt cái chủ này rồi. Rồi, một mạng. Có gì nữa không? Không có gì nữa các bạn. Ơi cố gắng trụ đi. Tôi vừa nói đến trụ, trụ rồi bắn mình được các bạn. Tập trung ăn trụ rồi về đi. Nếu mà đã đánh là phải đánh luôn nha các bạn. Đánh luôn. Ôi sao chạy đi đâu đây? Ui giời ơi các ông ơi, các ông cứ để tôi 1v2 hay các ông 2v1. Rồi các ông bỏ chạy. Đánh nhát thật. Cái gì đây? Nasus mày chọn cái chết à? Này thì nhìn rau cắp thịt này, nhìn Nasus thì là đánh nhảy sang Yasuo nha các bạn. Chạy đi đâu. Rồi win luôn, win, không cần đuổi nữa.
đánh trực tiếp vào trụ luôn nhá. Bỏ qua tất cả các tình huống bên ngoài nha các bạn, tập trung ăn trụ để kết thúc trận đấu nào. Rồi thôi, xin chào và hẹn gặp lại các bạn ở các video tiếp theo nha. Đừng quên ủng hộ tôi bằng cách ấn like và subscribe. Bye bye.